chị em 364 ngày còn lại, ngày nào cũng luôn xinh tươi, đẹp gái và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và đặc biệt những chị em phụ nữ luôn xinh đẹp và dễ dàng, ngày càng giỏi việc nhà và luôn vui trong mọi cuộc chơi. Sắp đến ngày 8 tháng 3 thì mình chúc tất cả phụ nữ luôn luôn tươi trẻ, đẹp, luôn luôn có nhiều sức khỏe và sẽ có một 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì nhân ngày 8 tháng 3 thì mình xin chúc mấy bạn nữ có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, và đối với mấy bạn nữ chưa có bồ thì chúc mấy bạn sớm có bồ. Dạ, em chúc mọi người phụ nữ là cười nhiều hơn, xinh đẹp hơn, trẻ đẹp hơn và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con chúc mẹ con luôn là xinh đẹp, khỏe mạnh và luôn ở bên con hàng ngày. 8 tháng 3 anh chúc em có được nhiều niềm vui bên anh và sống với anh mãi mãi nha em. Yêu em.